rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể
Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Bày quá thương em.
ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Vô trong phần cơm ta chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần cơm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Cho đàn trai cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có mặt trong buổi lễ thành hôn của Hiếu Thảo và Ngọc Dung ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên cho phép MC Kim Yến xin được phép thay mặt gia đình cô dâu chú rể, ekip thực hiện chương trình và bếp cô dâu ngày hôm nay trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nóng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, con cách thân mến, ông bà ta có câu siêu nhân quý phụ hiền nữ kính phu, trai đứng lên là phải lấy vợ và gái đứng lên là phải theo chồng. Đó là quy luật ngàn đời xưa mà ông cha ta đã để lại và đến nay thì vẫn còn được lưu truyền ạ. Và quý vị biết không ạ, qua thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu thương nhau thì chú rể Hiếu Thảo và cô dâu Ngọc Dung đã tìm được một nửa hạnh phúc của riêng mình. Nhân cùng nhau xây dựng hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là một ngày lành tháng tốt thưa quý vị. Ngày mong tơ và Nguyễn đã xem ra sợi tơ hồng để cho hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập và đưa con tình đứng yêu của hai người đến được bến bờ hạnh phúc. Và cũng chính ngày hôm nay là ngày 3 tây tháng 8 năm 2024, được sự thống nhất của song thân hai bên gia đình đã chọn ra ngày lành tháng tốt làm buổi lễ thành hôn. Chúc con trai chúng tôi là Hiếu Thảo sánh duyên cùng Ngọc Dung, và đó chính là lý do buổi lễ thành hôn mà tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta dành ít phút thời gian và tập trung hướng mắt sân khấu, dành một tràng vỗ tay thật là nhiệt. Sau đó hai nhân vật chính hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất ngày hôm nay, cô dâu Ngọc Dung, chú rể Hiếu Thảo, xin mời Tân Lan và Tân Nhân chúng ta hãy cùng tay trong tay tiến lên sân khấu ạ. Và kính thưa quý vị, con khách thân mến, hiện diện trước mặt chúng ta hai nhân vật chính hạnh phúc nhất ngày hôm nay thì cũng đều có tổ tiên ông bà và cha mẹ là những bậc sinh thành đã có công nuôi dưỡng chúng ta nên người. Và sở dĩ để bọn trẻ có được ngày hôm nay thì cũng chính nhờ vào sự công lao to lớn ấy. Người cha người mẹ luôn là động lực, là tấm gương sáng để cho con trẻ noi theo. Ví như câu ca dao, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo công. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện gia đình họ nhà gái, xin được trọng kính mời ba mẹ của cô dâu tiến lên sân khấu. Đại diện gia đình họ nhà trai để trọng kính mời mẹ của chú rể tiến lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay thật đông nhiệt chào đón thông xa hai bên gia đình đi quý vị. Chúng ta hãy tập trung hướng mắt về sân khấu ạ. Trước mặt chúng ta là hai nhân vật chính hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Hiếu Thảo, cô dâu Ngọc Dung, cũng như đại diện hai bên gia đình. Đại diện gia đình họ nhà gái chúng tôi là ba mẹ của cô dâu.
đại diện gia đình Hoa Nhà Trai là mẹ của chú rể và MC Kim Yến, và chúng tôi đã có mặt trước một vinh dự, cho phép đại gia đình chúng tôi được nghiêng mình và gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dĩ vâng, kính thưa quý vị, thì Kim Yến cũng được sự ủy quyền hai bên gia đình của chú rể xin được phép thay mặt gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý vị quan khách. Anh sẽ vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn táo, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần, em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình cho mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang. Xin mời hai ông có mặt cùng nhau đăng lên được không ạ? Xin mời hai ông đăng lên quý vị. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta. Không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần, em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình cho mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi.
dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2024, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng con hôm nay tiến hành hôn lễ cho hai con là Hiếu Thảo và Ngọc Dung. Lời đầu tiên xin kính chúc quý ông bà cô bác lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành ngày hôm nay đã không ngại đường xá xa xôi đến đây dự buổi tiệc chung vui cùng gia đình chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn và chúc quý khách, chúc ông bà nội ngoại hai bên và quý khách gần xa có một buổi tối thật vui vẻ ấm áp và có một buổi tiệc thật vui vẻ. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Bác hai, chúc gì tặng quà căn nhà hạnh phúc. Hai cây quà. Dạ con hai cây quà, xin mời tiến lên sân khấu luôn ạ. Tôi thay mặt bên nhà trai để hai đứa cháu trăm năm hạnh phúc. Và cái thứ hai là hai bên gia đình, hai họ nhín nút chút thời gian đến chia vui với hai cháu. Thành thật cảm ơn, có gì sơ sót á bỏ qua cho. Rồi cảm ơn nhiều. Này. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh đứa, cuối năm sanh đứa cho nó nhiều nhiều. Oh.
Tay em như ngắm đứng trong theo mặt
I'm
lúc cửa đôi hôm nay chúng mình đồng vui để tự hào mới gặp anh vẫn vui có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý dù quay pháo hoa hồng đèn mua là nhà trở về chốn xưa tròn cái suốt đời này ta vẫn thương
trong trời trước ngày trong xưa, trong thái xuân nơi đây ta vẫn thương nhớ về. Rồi, cảm ơn hát Hồ Điệp Hồng Cánh Sen nhà mình rất là nhiều. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên